Công tác phối hợp thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh với cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2021 được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Các chế độ chính sách đối với gia đình, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và công tác đào tạo nghề, việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được quan tâm. Đó là những kinh nghiệm quý để tiếp tục triển khai công tác tuyển quân năm 2022. Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Do đó, trong năm 2021, toàn tỉnh có 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó có gần 500 thanh niên viết đơn tình nguyện. Tại hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp gọi công dân nhập ngũ do Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung vào các vấn đề quản lý nguồn tại địa phương, biện pháp xử lý các trường hợp chống, trốn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số công dân trong độ tuổi đi làm ăn xa ở các tỉnh còn nhiều, chưa kịp trở về địa phương. Qua đó đề ra các giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.